Xin chào quý vị, chị, các bác quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay em có đi đến quán để mua cho bạn anh trong miền Nam một con đầu một con loa tivi. Thì trước em có mấy coi mấy con Lombo biết này rồi, nhưng mà thì anh ấy có nhờ mua một con như thế này. Đây là con Bow tivi Solo 5 System của Bow. Con này anh 6 tháng giờ sản xuất đời 2016. À, con này thì chắc là cũng mới đến China thôi. Thì mấy cái loa nhỏ này thì dễ mà China lắm. Ở đây có ghi là Birmingham, con này Canada các bạn. Con này có ghi con này là sản xuất ở Canada. Đấy, thì con này nó nặng tầm cân mấy, 2 cân gì đấy. Nó khá cồng kềnh. Loại này về chèn hộp rất là phải ghép hộp cái thứ ấy. Cắt xén cái thứ, con cái bé bé như này thì rất là ngại. Thì đó vừa nhỏ nhưng mà đấy dài lòng lòng nóng nên là ghép hộp rất là ngại. Thì con này có giá thời điểm hiện tại nó rồi tầm gần bộ 4,5 triệu. Ship có thứ long quay nó mất tầm hơn 1 triệu. Đấy, 200 hiện tại là 230.000 một cân. Giá nó trong mùa dịch này nó cao hơn. Ít công ty hàng bay được về nên là người ta lấy giá cao hơn, thì cũng là điều bình thường thôi. Khó khăn thời điểm khó khăn thì khó khăn chung. Nhưng mà tinh thần chơi đồ của các bác thì vẫn rất là tuyệt vời. Nên là em vẫn rất là chân thành cảm ơn sự ủng hộ tất cả quý vị các bác, anh chị. Đây em sẽ qua một chút thông tin của con này. Con này mã nó là Solo 5 Sound System. Sản xuất từ 2016, giá là 187.000 này thì nó rơi tầm gần 4 triệu, 3,9, 4 triệu đấy. Phụ kiện đi kèm nó có dây điện này, dây AC, cái cục AC adapter này, có điều khiển remote control này và cái dây quang ở sau này. Đấy, tất cả nó nằm ở đây ở dưới đây. Đấy, thì anh chị em sẽ mua cho anh trong miền Nam con như vậy. Ngoài ra thì đây có mấy con cũng loa tivi khác. Hiện tại có con Panasonic mới này mới về đấy, thì con này đẹp hết, con này khá đẹp nguyên hộp rồi. Đây loa của nó, đây là cái trọc của nó phía trong này. Cũng khá nặng, tầm trọc này tầm là 5 cân, 5-6 cân. Loa này tầm 1 cân, con này Bluetooth HDMI này. Loa này 120W 2.1. Đây mã của nó là Panasonic SC-HT3 250, sản xuất từ 2018, nó là mới. Con này có Bluetooth này, dây quang này, có phụ kiện, có hộp dây chứng minh, dây nguồn, dây AC adapter và cáp kết nối remote control. Nói chung đầy đủ hết, nguyên hộp, nguyên siêu, nguyên hộp chứ không phải nguyên siêu, nhưng mà còn tất cả đầy đủ hết, nó như mới này. Cái này nó hơi khó nhìn, trong góc nó tối, hơi khó nhìn một xíu. Rồi, con rất là đẹp. Rồi, cái này thì nó loa tivi, nó ghi chữ TRB là tivi. Đấy, sẽ mua cái con trên này. Nhân tiện quay cho các bác xem tham khảo mấy con lặt vặt ở xung quanh luôn. Thì bên kia cũng có một con của thằng Sony nữa. Em sang xem luôn con đấy để lấy cho anh Lân ở trong Cần Thơ một con loa Sony. Hôm qua hôm trước em có đi quay trong video mới gần đây thì có anh Lân, ở trong Cần Thơ, anh có bảo em lấy một cái loa như vậy. Anh ấy cũng mua của em khá nhiều đồ rồi, em muốn rất chân thành cảm ơn anh Lân. Đây em sang lấy con quay con Sony cho bác xem. Đây là cái loa Sony TV em mua cho anh Lân trong Cần Thơ. Nhưng mà con này lại nói dùng cái dây kiểu gì ta, con này thì vẫn có mã nó là SA32SE1. Con này có dây nguồn này, dây AC và cáp kết nối và điều khiển remote control. Tuy nhiên thì ở đây thì không thấy, tí nữa lên mua xong em xem lên hỏi sao vậy. Đấy, thì sao 3 TV nha ba. Đấy, sao 3 TV system. Hơi loa chút, xem cho lấy nét cho ba xem. Đấy, con này sản xuất từ 2011. Nó nặng tầm cũng cả bộ và chắc tầm gần 2 cân. Cũng bằng cái con dài như con lúc nãy bầu kia. Thì về đóng hộp hơi lăng hoàng chút. Nhưng anh Lân này cũng đã mua của em rất là nhiều đồ rồi, em cũng rất là chân thành cảm ơn.
Vẫn đây, có một bác coi như quay lại cái bộ Victor này và Pioneer này. Đây là một bộ 201 của Victor Utcon. Cái màn loa này rất đẹp. Loa này thì làm bằng gỗ. Nó làm bằng gỗ rất là đẹp. Con này có cái này tầm 3 cân, 2 cân mấy. Con này một cái gần 1 cân. Rồi cả bộ này khoảng tầm 5 cân. Giá của nó khoảng tầm 2,8 triệu, 2,7 triệu, 2,8 triệu. Victor EX AK1 sản xuất 2011, 60W này. Có dây nguồn, dây AC, dây cáp kết nối và không có điều khiển. Thiếu điều khiển này, đây là thiếu điều khiển. Đấy, thì căng tháo ra thì vẫn rất là đẹp. Sẽ lắp vào cho người ta. Gỗ rất là đẹp, sẽ dơ ra cho bác xem cái gỗ con này. Đây, rất đẹp. Con này điện trợ 4 ohm và 30W một cái. Đấy, cả bộ là 60W, rất là đẹp. Đây là DUT Victor EX AK1 nha bác. Đúng vận nó là khá là lạ, đây có đĩa DVD này. FM/AM nữa. Ở bên này là Pioneer này thì XHM51 cũng còn rất là đẹp. Đây, giá nó là tầm 3,5 triệu. Con này cũng có điều khiển, có chế chất mic, có kết nối iPhone, iPad, có điều CD đọc vần và ghi FM/AM Bluetooth luôn. Đây cái đầu này có Bluetooth luôn các bạn. Đầu bên Victor này không có, nhưng mà đầu Pioneer này thì có Bluetooth luôn. Con này thì cái đầu này nó nhẹ, có 1 cân thôi. Nhưng cái loa nó chắc phải tầm 2 cân. Ở cái loa tầm 2 cân một con. Cả bộ này tầm 5 đến 6 cân gì đấy. Thì em có một bác có nhờ quay lại kỹ để các bác ấy xem thêm tí. Thì em nhân tiện đi mua cái loa TV. Em quay luôn lại hai bộ này cho bác xem. Đấy. Ở bên này là một con Panasonic SCHC1000 sản xuất 2017. Cái này thì có rất hay là cái ấn phát thì cái đầu cái cửa CD này nó gạt sang bên này thì cho cái đĩa vào. Cái này có loa Bluetooth nhá. Đây loa Bluetooth nha bác. Đấy, sau này thì nó dày khoảng tầm 10 phân. Công suất là 25W. Điện 100V. Đấy. Bên này có tiếp một con nữa HC39. Con này nó gọn đẹp hơn. Cái này thì cái khay cửa nó sẽ gạt lên trên thì phải, chứ nó không gạt sang hai bên như con này. Con này giá tầm 1,5 triệu. Con này giá 4 triệu thì con này thì giống như con đợt trước em mua cho anh Quyền đến Bắc Giang, con HC40. Thì đây là con 39, cái này con 30. Nói chung cái dòng này nghe bát đánh rất hay. Ba con Panasonic Bluetooth. Giữa này có mấy con vặt vặt. Đây có băng đài thì nhiều bác hỏi có bán băng đài không, mắt xeo nhưng mà băng đát thì không thấy. Mấy cái này thì tầm 50.000 cái. Không thấy băng đát các bạn, toàn là băng ấy thôi. Băng Sony cái thứ này nhưng mà không thấy băng đát đây. Không thấy băng đát, đây Sony nhá. Thì nhiều bác có hỏi có băng Sony không, băng đát không. Cái này khá đắt, khoảng tầm 230.000 một cái. Sony. Vậy còn băng đát, chuyên dụng đát thì em không thấy. Trước khi em đi ở quán xa em thấy có một mớ, nhưng mà ở đây thì không có. Thế này mấy con đĩa hát. Đây. Trước thì em mua cái con PL300 này về đấy, cho mấy anh rồi. Mấy em nhận được hàng nghe ok. Còn mấy con này nặng quá em ngại. 8 triệu nặng hơn 10 cân nữa. Hiện tại 230.000 cân thì khá là chát. Và bên này thì em có thấy một bộ mic karaoke khá đẹp. Sao em quay cho bác.
Đây bác, có một bộ mic và đầu thu của Galaxy Pro khá là đẹp nhưng cũng rất là đắt, khoảng tầm 7 triệu một bộ như thế này. Hai con mic và một cái đầu thu, đầu chỉnh và đầu thu và đầu chỉnh luôn. Con này thì Galaxy Pro mã là CVKR802 Plus, giá khoảng tầm 7 triệu, bảo hành 6 tháng, không có năm sản xuất nữa. CM800 Bluetooth nhé. Con mic A là 802 Bluetooth, con mic B là 800 Bluetooth. Sao vậy? Thật nó kiểu vậy hay sao ấy? Con này thì có giấy thuyết minh, có giấy cáp AC adapter, mic 2 cái. Đấy, toàn bộ nó là như vậy. Đây thì có một số cái hôm nay thì không có mic mấy. Điều này có một cái Audio Technica nữa thì phải. Đây có mic gì đây? Processor. Mic thu âm, mic thu âm. Rồi, trong đó là mấy con custom chai. Và có một con Audio Technica thì bác nào mút mất rồi. Con nào mút mất rồi. Rồi là hết. Rồi, em xin chấm dứt video tại đây. Em đi ra em quay mua hai cái loa TV cho hai anh. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, các anh, cô chú theo dõi ủng hộ kênh. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các video lần sau. Em xin chấm dứt video.